Phát biểu trong cuộc họp báo chung, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc mong muốn hợp tác với Indonesia để viết nên một chương mới về sự tự lực, đoàn kết và hợp tác, cùng có lợi với tư cách là các nước lớn đang phát triển. Về phần mình, ông Prabowo nhấn mạnh mối quan hệ giữa Jakarta và Bắc Kinh đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Ông nhắc lại cam kết hợp tác vì lợi ích chung của nhân dân hai nước và vì sự thịnh vượng, hòa bình và ổn định của toàn châu Á. Theo kế hoạch, chuyến thăm Trung Quốc kéo dài từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11. Ông Prabowo còn gặp một số quan chức cấp cao khác của nước chủ nhà như Thủ tướng Lý Cường và trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Triệu Lạc Tế. Sau đó, ông Prabowo sẽ tiếp tục chuyến công du một loạt các nước khác, trong đó có Mỹ, Peru, Brazil và Anh.